lễ giao xe hai chiếc Mẹt GLC 300 bên An Du, Hải Phòng. Đang có mặt tại sàn giao dịch ô tô Butterfun. Một chiếc màu trắng và màu đen. Cứ lùi là camera tự bật ra. Đấy, camera đi tiến là nó lại đặt nắp vào. Chiếc GLC 300 rất đẹp, màu trắng. Để giao xe tại thành phố Hải Dương. Con này form mới không kia? Tôi mở camera lùi ở chỗ logo ra này. Xe để đâu rồi? Dạ gì ạ? Xe này em? Xe này cho lên cầu rửa cũng được này. Đây là một chiếc GLC form mới. Đấy, cứ lùi là camera lùi tự bật. Vâng, đắt hơn anh ạ. Cái form này người ta gọi là form béo đó. Anh ơi, con này form gì nó cân đối hơn nhỉ? Form béo đúng không? Ôi chú, để ở ngoài đấy, để ngoài đấy con giữ cho. Giữ cho. Để con để ở trong nhà nhé. Đợi gấp vào trong phòng, để đây.
Con này form giống gần giống trừ ở đuôi sau ở mới đẹp hơn phong kia, hiện đại hơn. Chỉ xin nước thôi chú ạ. Cái gì? Ồ. Cái này nó tự động, khớp xuống tự động luôn. Đây này, ấn lên đây này anh này. Ấn xuống. Cho xuống là còn được. Ấn xuống. Ấn vào. Sớt nha anh. Xuống rồi nó hít vào. Cũng là đẳng cấp. Có tiền tội gì không mua này mà đi đúng không? Chết bây giờ mới đến.